Chỉ cần mỗi ngày cho thú cưng ăn một cây như thế này là đủ rồi. Bắt đầu từ tháng 3, mèo bắt đầu vào thời kỳ rụng lông. Nếu không loại bỏ lông rụng kịp thời, sẽ dẫn đến sự tích tụ lông ở bụng. Tôi thường cho chúng ăn thanh cỏ mèo Notapet như này để giúp chúng loại bỏ lông ra một cách nhẹ nhàng. Thanh cỏ mèo Notapet này có hương vị thơm ngon và giúp mèo mài răng. Thành phần có cỏ mèo và còn có thịt gà, giúp thú cưng bổ sung dinh dưỡng. Nếu bạn muốn mua nó, hãy tìm Notapet nhé.